Xin mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh youtube của Tuấn Anh Vào nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiền Hạ Kính mong tất cả quý vị khán thính giả hãy tiếp tục ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa bằng cách ấn like video, đăng ký kênh youtube Và ngay sau đây xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục nghe chuyện Lại nói lúc bây giờ Năm đầu yêu thú khổng lồ trong không gian thú năng nhận được mệnh lệnh lập tức vọt ra, bản thể khổng lồ hiện lên trong thủy vực. Trong ánh mắt kinh ngạc của đám yêu thú, tất cả đều tỏa ra uy áp cường hãn. Loại uy áp này tới từ huyết mạch. Đối với yêu thú mà nói, đây là thức cảm nhận rõ ràng nhất mà đám yêu thú nghịch lân yêu bằng, bao gồm cả phi thiền ngô công, đều có huyết mạch so với những yêu thú trong nước này mạnh hơn nhiều. Uy áp lúc này đương nhiên sẽ càng mạnh hơn năm đầu yêu thú khổng lồ cùng nhau rống lên một tiếng, mang theo kinh khí kinh khủng đánh tới. Khí thế trên người lúc này ngập trời. Trong nháy mắt, một đám yêu thú khổng lồ nhanh chóng lao vào nhau, từng thanh âm bạo liệt sẽ vang lên. Lúc này thiên đầu yêu long đối với năm đầu yêu thú lục giai đột nhiên xuất hiện cũng không có thời gian kinh ngạc. Nó dùng ánh mắt kinh hãi nhìn Bạch Linh rồi nói. Người đột phá thất giai trung kỳ rồi sao? Người đoán thử xem Bạch Linh nói ra, bạch quang quanh người chợt lóe, sóng nước trực tiếp tản ra, tạo thành một đường vòng cung. Lúc này tuy rằng thân thể Bạch Linh nhỏ bé hơn, thế nhưng uy thế tản ra, tản mát so với khí thế trên người thiên động yêu long, còn khổng lồ, mạnh hơn rất nhiều. Khí thức trên người lúc này đã là thất giai trùng kỳ. Thất giai trùng kỳ sao? Làm sao ngươi có thể đột phá nhanh như vậy được? Thiên động yêu long vô cùng kinh hãi. Rốt cuộc, nó cũng hiểu rõ vì sao lần này những nhân loại này lại không trốn chạy? Hóa ra là bởi vì cửu vị yêu hồ này đã đột phá tới thất dài trùng kỳ. Mấy đầu yêu thú bên người nhân loại kia cũng đột phá không ít. Phía xa xa, quanh thân của lục tiêu du được bao phủ bởi một tầng quang tráo. Huyết lục nhanh chóng xuất hiện trong tay. Một cỗ chân khí được rót vào. Một tiếng giống như long ngâm từ trên thân đao vang lên. Một đạo huyết sắc quang mang tức thị được đánh ra, mang theo sát khí ngập trời mục tiêu chính là thanh giáp cự dài cụt một cảng kia. Hắn ta quyết định cắt nốt một cảng còn lại của nó. Việc giặc đỏ màng tạo thành một đường vòng cung phá không sẽ mản nước. Khí thế bàng bạc cùng với uy thế cuồng bạo nhanh chóng tràn ngập thủy vực. Thanh giáp yếu dài, lúc này thấy lục tiêu du đã cảm thấy sợ hãi. Nó đã sớm lần ra xa, thế nhưng lệnh trốn không thoát. Giờ nhìn thấy lục tiêu du xuất thủ, điền nhanh chóng tránh đi vô số chân cử động, thân ảnh nhanh chóng di chuyển trong thủy vực, giống như quỷ mị. Yêu vương, cứu ta! Đầu thanh giáp yêu giải này, chỉ nhìn thấy huyết lục đánh ra công kích, lập tức sắc mặt hoảng hốt, nhanh chóng lớn tiếng cầu cứu. Cái càng khổng lồ còn lại, dơ lên, muốn chống lại đạo công kích ấy. Đào màng đã nhanh chóng chém tới, ngay trong ánh mắt kinh hái của đầu thanh giáp yêu giải kia, một đạo huyết sắc đao mang trực tiếp bổ vào cái càng còn lại của nó. Chỉ là lần này, thành giáp yêu dài đã không cảm thấy sự đau đớn gì nữa. Đào mang đánh xuống, cái càng trăm thước của nó, lúc này trực tiếp bị chém thành hai nửa, kể cả thân thể to lớn cũng bị chém làm đôi. Hai nửa thân thể khổng lồ tách ra, máu tươi nhiễm đỏ thủy vực trùng quanh. Thành giáp yêu dài, yêu thú cấp độ lục giai sơ kỳ, được xưng là yêu thú có lực phòng ngữ rất mạnh. Lục này dưới một đao cũng bị chém thành hai nửa. Nhân loại đáng chết thiên độc yêu lòng rít lên một tiếng thế nhưng nó cũng không có biện pháp nào có bạch linh trước người nó biết ngay cả bản thân của mình cũng khó có thể bảo toàn bây giờ thì tới phiên của ngươi ta muốn nhìn xem phòng ngự của ngươi hiện tại trước mặt ta còn hữu hiệu hay là không bạch linh kẽ nói một tiếng thủ ấn kết xuất một đạo quang mang bạch sắc nhanh chóng bạo phát khiến cho sóng nước văng ra trong nháy mắt đánh tới trước người thiên độc yêu lòng Thiên độc yêu long cũng không dám tùy tiện ngạnh kháng nữa. Thân thể cao lớn, quấy thủy vực hóa thành một bóng đen. Cái đuôi rồng lớn cũng nhanh như thiểm điện, không biết từ khi nào đã đánh tới phía sau của Bạch Linh. Thân thể to lớn, lúc này cong lại rồi từ trên ập xuống. Bạch Linh yêu kiều quát lên một tiếng, cũng không quay đầu lại. Cổ tay dương lên, một cỗ ba động hùng hồn truyền ra. Tiếp theo, một đạo quang trụ bạch sắc hùng hằng đánh vào trên cái đuôi lớn của thiên độc yêu long một kích như thiểm điện kéo theo kình khí nhanh chóng đánh vào trên cái đuôi của thiên độc yêu long thành ầm bạo liệt giống như sấm rền truyền ra thân thể khổng lồ của thiên độc yêu long trực tiếp bị đánh bay thiên độc yêu long giống lên một tiếng trên cái đuôi lúc này có một tảng lớn long lân màu đen đã bị tróc ra cho dù lực phòng ngự của thiên độc yêu long cường hãn như thế nào cũng không thể ngăn cản công kích của bạch linh lục tiêu du quay đầu lại nhìn thoáng qua thiên độc yêu long ở phía xa có bạch linh ở đó, thiên độc yêu long cũng không làm được chuyện gì. Lập tức thân ảnh lục tiêu du trực tiếp đánh về phía một đầu yêu thú lục dài trùng kỳ. Sao rồi? Phòng ngự của người vô dụng rồi sao? Trong lúc thiên độc yêu long rít gào vì đau đớn, thân ảnh xinh đẹp của bạch linh xuyên qua thủy vực rồi lập tức lao tới phía trước. Trong đôi mắt to như chiếc đèn lồng của thiên độc yêu long hiện lên sự kinh ngạc, thân thể to lớn đứng dậy. Trên cái đầu dữ tợn, có một đám khói độc khổng lồ phun về phía bạch linh đám khói độc khổng lồ này trực tiếp nhiễm vào nước khiến cho toàn bộ thủy vực to lớn tức thì biến thành đen thui bắt đầu bị ăn mòn giống như là sinh vật bị khói độc hủy hoại vậy đối với kịch độc này bạch linh dường như cũng có chút kiểng kỵ đôi mắt xinh đẹp trầm xuống thân ảnh nhanh chóng biến mất tại chỗ thân thể khổng lồ của tiên độc yêu long dãy rụa, khiến cho sóng lớn cuồn cuộn ánh mắt nhìn chung quanh tìm kiếm thân ảnh của bạch linh bỗng nhiên thiên độc yêu long dường như đã cảm nhận được cái gì đó thân thể to lớn của nó nhanh chóng thoái lui trong nháy mắt đã lui về phía ngoài mới nghỉ thước người trốn không thoát đâu một thanh âm nhẹ nhàng quanh quẩn trong tùy vực tiếp theo thân ảnh xinh đẹp của bạch linh được một vòng quang mang bao phủ xuất hiện trong tay mang theo một trường ấn ẩn chứa kinh khí bàng bạc nhanh chóng vỗ vào sau lưng thiên độc yêu long một trường này tuyệt đối là đòn nghiêm trọng. Trường đánh trúng thiên độc yêu long, tức thì rít lên một tiếng to, thân thể to lớn bị đẩy lui. Thiên độc yêu long rốt cuộc cũng phun ra một ngụm máu, từng cơn sóng lớn bị nhuộm thành bầu đỏ. Chết tiệt, ta sẽ không bỏ qua cho các người. Trong một đòn nghiêm trọng, thiên độc yêu long rít gào đổi giận. Nó không nghĩ tới, sau khi mình đột phá tất dai không bao lâu, lại ăn một đòn như vậy. Vốn nó còn muốn, sau khi đột phá tới tất dai rồi, thì xương vương ở trong vụ tình hải này hiện tại người không có thực lực này đâu bạch linh kẽ nói thân ảnh xinh đẹp trôi nổi bất định trong thủy vực tiếp theo cổ tay của nàng vung lên hai đạo năng lượng màu trắng giống như quang trụ lập tức đánh về phía trước sau này ta sẽ không bỏ qua cho người đâu thiên độc yêu long rít gào nổi giận sau đó thân thể to lớn lập tức hóa thành một đạo hắc mang rồi chạy trốn không thể không nói tốc độ chạy trốn của tiên độc yêu long cực kỳ nhanh hai đạo quang trụ bằng năng lượng của bạch linh trực tiếp đánh vào chỗ trống hai thành âm trầm thấp giống như tiếng sấm vang lên ngoài khơi hai cột nước khổng lồ chừng mấy chục thước nhanh chóng phóng lên cao rồi mới lập tức đập xuống mặt nước Sông lớn cuồn cuộn ngoài khơi lúc này giống như biển gầm từng cơn sóng lớn không ngừng xuất hiện lúc này không biết từ khi nào đã tụ tập mấy nghìn người Mấy nghìn người này chính là đám người từ trong đại điện Vũ tinh mới đi ra không lâu. Sau khi đi qua mảnh hải vực này, nhìn thấy sóng nước cuồn cuộn, từng thanh âm giống như tiếng sấm rền từ đáy nước chuyển tới. Cả đám đều đang suy đoán xem rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Cũng không có ai dám đi vào điều tra, nhìn động tĩnh này cũng không bình thường lắm. Nếu như không khéo, thì cái mạng nhỏ của bản thân cũng sẽ mất tiêu. Sóng nước cuồn cuộn, kinh khí bắn tứ tung, kinh khí lao ra khỏi thủy vực giống như một quả bom ngoài khơi trực tiếp nổ tung tạo thành một cơn sóng lớn cuồn cuộn sống cùng sóng lớn này độ cao đã tiếp cận hơn nghìn thước lùi lại cho ta thân thể to lớn của tiểu long lúc này trực tiếp đánh xuống giống như một con rồng nước cái đuôi hùng hằng nện xuống một đầu yêu thú giống như cá voi lục dài sờ kỳ không ngờ lại bị tiểu long đánh trúng đầu yêu thú này phun ra một ngụm máu tươi đối mặt với tiểu long trên phương diện khí tức, nó cũng đã thua phần nửa. Khí tức của Tiểu Long trong lúc vô hình khiến cho linh hồn nó run rẩy, căn bản không thể ngưng tụ công kích hữu hiệu. Trong thủy vực to lớn, hai tay của Lục Tâm Đồng nhanh chóng đánh ra từng đạo hắc quang, hắc mang trong nước không tiêu tán, trực tiếp vây khốn một đầu yêu thú lục giai vào bên trong. Thế nhưng muốn giết nó dường như có chút khó khăn. Ở cách đó không xa, một đầu yêu thú giống như bạch tuộc, cả người tràn ngập khí tức cường hãn, có vô số xúc tu khổng lồ, vài trăm thước xuyên qua màn nước, mang theo sóng gợn, trong không gian, trực tiếp bao phủ lục tiêu du vào trong. Đất đi cho ta. Lục tiêu du lạnh lùng quát một tiếng, huyết lục xuất hiện trong tay. Trần khí vừa rót vào, lập tức lục tiêu du đem huyết lục trong tay chém ra một phát. Đạo quang mang huyết sắc bắn về phía trước, mang theo tiếng xé nước. Nước biển trực tiếp bị phân làm hai đoạn. Đầu yêu thú khổng lồ giống như bạch tuộc kia, nhanh chóng kêu lên vài tiếng xúc tù điện thu lại. Trên vai, trên hải vực, lúc này cũng có mấy nghìn người đang vô cùng kinh ngạc, nhìn chăm chăm. Dưới đáy biển, đột nhiên tuôn ra vết máu lớn. Mấy cái xúc tù trôi nổi trên mặt nước. Có một đầu yêu thú giống như cự mãng phóng lên cao. Điều này khiến cho một ít người thực lực thấp đã trợn mắt níu lưỡi. Mà một ít người thực lực cao hơn thì sang mặt đại biến. Bởi vì từ khí tức của bọn họ cảm nhận được, dường như trong thủy vực đang có một hồi đại chiến ngập trời một đào trực tiếp khiến cho yêu thú lục giai trung kỳ bị thương nặng. Tuy rằng đầu yêu thú này vừa mới đột phá lục giai trung kỳ chưa lâu, chỉ tương đương với vũ giả ngũ xuất. Bây giờ mà thôi. Thế nhưng uy lực của đao này làm cho lục tiêu du cũng vô cùng thỏa mãn. Tuy rằng là một kích toàn lực của hắn, tuy hắn vẫn chưa thi triển vũ kỹ mà uy lực cũng đã rất mạnh rồi. Thiếu du, ta đi đuổi theo thiện độc yêu long, người cẩn thận một chút thành ngầm của bạch linh vang lên trong tay lục thiếu du lập tức thân thể xinh đẹp biến mất tại chỗ mấy tiếng thu rống chuyển tới thiên độc yêu long một mình chạy trốn khiến cho mấy đầu yêu thú lục giai còn lại cũng bỏ chạy tán loạn không còn tâm tư trở lại chiến đấu nữa trốn chỗ nào chứ muốn tàn lột ra các người hay sao tiểu long cầm lên một tiếng thân thể khổng lồ nhanh chóng đuổi theo một đầu yêu thú giống như cá voi tiểu long đừng đuổi nữa lục tiêu du nhanh chóng gọi tiểu long trở lại thiên độc yêu long không ngờ lại chạy mất đuổi thiên độc yêu long quan trọng hơn nhiều đồng lão còn cần máu của thiên độc yêu long để đột phá lão đại để còn chưa đã kiên mà tiểu long oán hận đi tới trước mặt lục tiêu du chúng ta đuổi theo thiên độc yêu long lục tâm đồng tiểu long các người nhanh đi thôi lục tiêu du nói xong thân thể trực tiếp hóa thành một đạo quang mang bắn về phía trước Bây giờ thân thể tiểu long, lục tầm đồng cũng nhanh chóng bắn về phía trước. Trong khoảnh khắc, giữa sự kinh hãi của đám yêu thú dưới nước, ba người nhanh chóng rời đi. Chúng ta đuổi tiếp theo thôi. Phía trước truyền ra thanh âm của lục thiếu du. Trong hải vực này, sóng nước có không ít áp lực, khiến cho tốc độ chậm lại. Chỉ sợ là phải dùng tiểu long và thủy hỏa yêu giao thì tốc độ mới nhanh hơn được một chút. Một tiếng gầm gừ lớn quanh quần ở đáy biển. Trong hải vực to lớn, lúc này sóng biển cuộn trào thân thể to lớn của thiên độc yêu long khi thì chui lên mặt nước khi thì chui xuống đáy biển một đường liều mạng mà chạy mau nhìn đi yêu thú vô cùng khổng lồ khí tức quá mạnh mẽ trời ơi đó là thiên độc yêu long vừa mới đột phá tất giai lần trước chính là yêu thú kinh khủng đó nhìn xem có người đang truy sát thiên độc yêu long thiên độc yêu long đang cố gắng lẩn trốn đấy người mặc áo trắng kia là ai không ngờ thực lực lại cường hãn như vậy, có thể truy sát được thiên độc yêu long thất giai. Còn có một người nữa, các người mau nhìn đi, phía sau còn hai người cũng truy sát nó. Có chút không thích hợp rồi, phía sau hắn còn có không ít yêu thú lục giai. Rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra, là ai có thủ bút như vậy? Phía xa xa, từng thanh âm giống như biển gầm vang lên, khiến cho mấy nghìn người ở gần hải vực tức thì tụ tập trở lại. Cả đám kinh ngạc nhìn vào cảnh tượng này, trong lòng hải vực đột nhiên xuất hiện một yêu thú khổng lồ và một thân ảnh khiến cho mọi người vô cùng chấn động nhìn dáng dấp mấy người này dường như đang truy sát yêu thú thiền độc yêu lòng thất dài cảnh tượng này khiến cho đám người mở rộng tầm mắt còn có động tĩnh khiến cho tìm đập nhanh vừa rồi có thể tưởng tượng ra đại chiến bên dưới vô cùng chấn động ồ có chút giống tiểu lừa gạt kia thì phải lữ tiểu linh nhìn chăm chú vào phía xa vì khoảng cách quá xa nên nàng nhìn không rõ. Mấy đạo thân ảnh này dường như rất quen thuộc, thế nhưng nàng cũng không dám khẳng định. Khoảng cách quá xa, cộng thêm mặt nước hải vực đang cuồn cuộn, cho nên không nhìn rõ phía trước cho lắm. Cho đến một lát sau, trong hải vực to lớn này mới dần yên tĩnh trở lại. Không ít người nhìn vào cảnh tượng này vẫn chưa thể phục hồi tinh thần lại. Khi có người định đuổi theo, thì phía trước đã sóng yên biển lặng thân ảnh yêu thú và người đã biến mất ở trong hải vực rộng lớn mà lúc này phía xa xa thân thể khổng đồ của tiên độc yêu long vẫn đang chạy trốn không ngừng đối mặt với bạch linh đang đuổi theo ở phía sau nó chỉ có thể dựa vào ưu thế dưới nước mà miễn cưỡng chạy trốn đồng thời cũng ăn không ít công kích của bạch linh chạy không được bao lâu thì bạch linh đuổi kịp phía sau tốc độ của bạch linh và tiên độc yêu long đều vô cùng nhanh chóng thế nhưng dọc đường lại thi thoảng giao phong làm tốn không ít thời gian, cho nên lục thiêu du, tiểu long và lục tâm động đã sớm ngồi trên lưng nghịch lần yêu bằng, cũng có thể đuổi kịp. Trong hai vực rộng lớn này, liên tục vang lên tiếng rít gạo của thiên độc yêu long. Dọc đường đi, nó không thể thoát khỏi bạch linh. Hơn nữa thỉnh thoảng trên người lại có thương thế, càng lúc nó càng không chống đỡ được nữa. Bạch Linh dường như có ý định như vậy đây, và bản thân của họ cũng không toàn lực đánh giết thiên độc yêu long chỉ một đường đi theo nó mà thôi, thỉnh thoảng đánh ra vài đòn nghiêm trọng. Cầu vị yêu hồ, rốt cuộc người muốn thế nào, các người có thể đi, ta không làm khó dễ các người nữa. Thiên độc yêu long gầm lên một tiếng, dù ngạo khí tới mấy, lúc này nó vẫn phải hạ thấp giọng. Hiện tại không phải là người làm khó dễ chúng ta, mà là chúng ta muốn gầy khó dễ cho người. Bạch Linh khẽ nói, thân ảnh vẫn đuổi theo phía sau thiên độc yêu lòng không ngừng. Hỗn đàn, thiên độc yêu lòng cả giận, liều mạng đẩy cao tốc độ, không dám dừng lại chút nào. Nếu chậm một chút, chỉ sợ nó sẽ bị một đòn nghiêm trọng. Lão đại, tốc độ của thiên độc yêu lòng quả thực vô cùng nhanh đó nha. Trên lưng của nghịch lần yêu bằng, tiểu long lắc lư cái đầu rồi nói. Nó không chạy được bao lâu nữa đâu. Lục tiêu du mỉm cười, tốc độ của thiên độc yêu long lúc này càng ngay càng chậm, chỉ sợ cũng không kiên trì được bao lâu. Lúc này Bạch Linh cũng cố ý để nó tiêu hào thì mới có thể lấy được chút máu của nó. Thế nhưng Lục Thiêu Du cũng có chút lo lắng. Đường nhiên hắn biết nguyên do Bạch Linh Công đuổi quá nhanh. Yêu thú đạt tới thất giai, nếu như truy sát quá nhanh thì ngay cả thỏ cũng có thể chạy quay lại cắn người, huống chi là rộng. Yêu thú thất giai, linh thú thất giai, còn có vũ vương và linh vương, nếu như muốn đánh chết cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Tới cấp bậc này, cả đám đều có thủ đoạn bảo mệnh. Thời gian chậm rãi trôi qua, một đường đuổi theo Thiên Độc yêu long, cùng một con đường. Cùng một con đường, một tháng trước Thiên Độc yêu long truy sát bọn họ vô cùng kiều ngọc. thế nhưng một tháng sau, chính nó lại bị đuổi theo phía sau. Điều này khiến cho Thiên Độc yêu long cứ ngỡ như là giấc mộng. Thiên Độc yêu long chậm đi một chút. Ngoài khơi, lúc này Bạch Linh quát lên một tiếng, một đạo thủ ấn trong tay được kết ra, tức tìm một đám vong nhận bạch sắc tuôn ra, trực tiếp đánh vào trên lưng Thiên Độc yêu long phong nhận cắt ngang không gian, nhanh chóng nện vào trên lưng thiên độc yêu long. Bây giờ lần phiến tung bay, phong nhận trực tiếp rút xuống thân thể khổng lồ của thiên độc yêu long. Thiên độc yêu long kêu thảm một tiếng, cái đuôi quất một cái, mang theo sóng nước ngập trời, quét về phía Bạch Linh. Ánh mắt của Bạch Linh trầm xuống, khí tức bàng bạc bùng phát ra. Cự vĩ xuyên qua, thân thể Bạch Linh hùng hằng đập xuống. Sau đó, thân thể dưới sóng gợn, không gian lập tức biến mất, chỉ là tàn ảnh thôi sao? Sắc mặt của thiên độc yêu lòng đại biến. Nó có cảm giác không tốt. Bỗng nhiên một thân ảnh màu trắng đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu của nó. Bạch quang chợt lóe, một chiếc đuôi màu trắng đánh xuống, mang theo kinh khí kinh khủng, rít lên trong không gian, đủ để xuyên thủng mọi chứa ngài vật. Trên cái đuôi màu trắng này, mang theo thanh âm trầm thấp, bạo liệt, lập tức đánh vào trên trán thiên độc yêu lòng. Trên trán truyền đến sự đau đớn khiến cho thiên độc yêu lòng không nhịn được mà gào lên một tiếng thảm thiết. Thân thể to lớn lập tức chùi xuống đáy biển. Nghịch lần yêu bằng nhanh chóng đuổi tới. Lục tiêu du, tiểu long, lục tâm đồng cũng nhanh chóng đuổi theo. Vừa ở đây cơ mà. Lục tiêu du nhìn chăm chú vào bốn phía. Hai bên có một hải đảo vô cùng to lớn. Chính là nơi thiên độc yêu lòng đột phá lần trước. Thiên độc yêu lòng biến mất. Có lẽ đây là xảo huyệt của thiên độc yêu long rồi. Bạch Linh khẽ nói chúng ta tiếp tục đuổi theo. Lục Tiêu Du mỉm cười. Trong đáy biển phía dưới có một mảnh san hô và đá ngầm lớn, vô số thực vật bảy màu tỏa ra quang mang chói mắt. Lục Tiêu Du và Bạch Linh, Tiểu Long đuổi tới đáy biển, cảm nhận khí tức của thiên độc yêu long rồi đuổi tới đây. Ồ, nơi này quả thật là xinh đẹp đấy. Lục Tâm Đồng kinh ngạc khẽ thốt lên. Trước mặt mọi người xuất hiện một cái hàng lớn, dường như là một dải đá ngầm vô cùng khổng lồ, diện tích to lớn liếc mắt không nhìn thấy đầu cuối. San hô và những thực vật khác tỏa ra ánh sáng nhu hòa trong đáy biển, khiến cho đáy biển tràn ngập lưu quang bảy màu. Trung quanh cái hang lớn này có không ít khí tức yêu thú xuất hiện. Đây chính là xảo huyệt của thiên động yêu long rồi. Bạch Đình lên tiếng nói. Chúng ta đi vào thôi. Lục Tiêu Dung nói ra. Một đường dọc theo khí tức đuổi tới. Xem ra thiên độc yêu long đã chạy về xào huyệt của nó. Vượt qua đám san hô và giải đá ngầm Lục Tiêu Du tiến vào trong hang động. Bên trong hang động vô cùng rộng rãi, cao chừng ba bốn mười thước. Hai bên hang động có vô số hốc nhỏ, bên trong động cũng tràn ngập lưu quang chói mắt. Không ngờ lại còn có dược liệu quý ở đây. Trong sơn động rộng rãi, Lục Tiêu Du phát hiện ra không ít dược liệu. Tư dược liệu này đều ở dưới nước, thế nhưng cũng chưa trưởng thành, tràn ngập được nhược vị nhàn nhạt, nhạt. Cách thẳng thục còn một đoạn thời gian nữa mới có thể thu hái được. Sao huyệt của cái con thiên độc yêu lòng này quả thực là không tồi. Lục tiêu Du mỉm cười nói. Trong hàng động rộng rãi, lúc này có vô số tiếng gầm gừ vang lên. Tức thì có không ít yêu thú nhảy ra. Đều là yêu thú ngũ dai và tứ dai. Yêu thú ngũ dài hơi ít hơn so với yêu thú tứ dài. Cút ngay! Tiểu Long quát lên một tiếng, khí tức quanh người tản ra. Thái ẩm yêu thọ, huyết ngọc yêu hồ, còn có phi tiên ngô công, lúc này đều tỏa ra khí tức của mình. Không ít điều thú trong hang động lập tức run rẩy, sáng dập giữ tận thủ liễm tại, cả đám tự động trở về trong hang động, không dám ngăn cản nữa. Tiểu Long hừ lớn một tiếng, cũng không đặt những yêu thú ngũ giai này vào trong mắt. Mọi người tiếp tục đi vào phía trong, Xong một lát đi qua hang động rộng rãi, uốn lượn thì một thế giới vô cùng rộng rãi xuất hiện trong mắt mọi người. Nơi này vô cùng rộng rãi, quang mang tràn ngập, có không ít thực vật ở bên trong. Dược vị ở đây thật đà mạnh dường như lại mang theo khí tức kỳ dị. Lục Tiêu Du hít một hơi rồi nói, trong sân động rộng rãi này, ngoại trừ khí tức của thiên độc yêu long ra, dường như còn có một cỗ dược hương không kém. Cà cà, đời này có dược liệu kịch độc đấy. Cảm ứng của lục tâm đồng đối với độc vật vô cùng mạnh, nàng nhanh chóng nói ra. Dược liệu kịch độc sao? Lục Tiêu Du nhíu mày, trong động phủ của yêu thú kịch độc, thường sẽ có chút dược liệu kịch độc, cũng là chuyện không có gì kỳ quái giống như không ít linh thú và yêu thú trong động phủ, thường thường cũng có chút dược liệu sản xỉ. Chết tiệt, các người chọc giận ta, bàn vương cùng các người liều mạng. Một tiếng hét vẫn nộ truyền tới, lập tức thần thể to lớn của thiên động yêu long từ trong sơn động rộng rãi đi ra. Toàn thân có không ít vết máu tươi, lần phiến trên người bị đánh xuống khá nhiều, có vẻ vô cùng ủy oải. Thiên động yêu long bị người đuổi tới tận nhà, cho nên lúc này vô cùng nổi giận, tới lúc này nó đã không còn đường lùi nữa. Thiên độc yêu long, ngươi dựa vào cái gì mà liều mạng với ta? Cho dù ngươi có dùng linh hồn xuất khiếu, thì khả năng chạy khỏi tay của ta cũng chỉ có hơn hai phần. Coi như là vạn nhất, ngươi đào tẩu được, thực lực của ngươi cũng tổn hại rất nhiều. Hơn nữa trong vụ tình hải này, ngươi cũng không tìm đầu ra được đồng tộc khác mà đoạt giá. cho nên ngươi sẽ chết. Bạch Linh nhìn thiên độc yêu long rồi liên tiếp nói, hay là ngươi muốn tự bạo yêu đan ư? nhưng mà dù người lựa chọn tự bạo yêu đan cũng không làm gì được ta vì vậy ngươi dựa vào cái gì mà đòi liều mạng với ta đây thiên độc yêu lòng nói không trả lời dường như tất cả lời nói của bạch linh đều đúng lúc này trong lòng lục thiêu du cũng vô cùng rõ ràng dọc theo đường đi bạch linh không xuất thủ toàn lực thì sợ rằng thiên độc yêu long sẽ dùng linh hồn xuất khiếu và tự bạo yêu đan nếu như thiên độc yêu long làm ra lựa chọn như vậy thì hắn đã không thể lấy máu của nó được nữa rồi tự bạo và linh hồn xuất khiếu. Trong nhân loại, thì vũ giả và linh giả sau khi đạt tới vũ vương và linh vương là có thể làm được. Đây là hai thủ đoạn cực đoan nhất không ai muốn lựa chọn. Linh hồn xuất khiếu, Lục Tiêu Du đã tự mình chứng kiến qua. Linh hồn thoát khỏi cơ thể, chỉ cần đoạt xá được là có thể sống lại. Thế nhưng thực lực sẽ hao tổn rất nhiều. Tìm không được thân thể thích hợp để đoạt xá, thì linh hồn sẽ tiêu tán theo mà tự bạo là thuần túy là một phương thức kéo theo người đệm lưng mà thôi. Tự bạo chắc chắn sẽ phải chết. Khi đó tụ tập và tiêu hao năng lượng trong cơ thể để tự bạo thành lực lượng kinh khủng, đánh chết hoặc là làm đối thủ bị thương nặng. Thế nhưng tự bạo này cũng tương đương với tự sát. Vì vậy mà uy lực lại vô cùng lớn. Mượn một vũ vương nhất trọng mà nói. Bây giờ uy lực tự bạo, một cái kia chỉ sợ cũng đủ để đánh chết người có tu vi đồng cấp, làm bị thương nặng vũ vương nhị trọng. Các người muốn thế nào đây ta đã nói qua ta không làm khó các người nữa các người có thể đi mà thiên độc yêu lòng nói ta nói rồi ta muốn một bình máu của ngươi lục thiêu dù nói vọng tưởng máu huyết của long tộc ta sao có thể là cho ngươi được ngươi nằm mơ đi thiên độc yêu lòng cả giận nói ra thân là một thành viên trong long tộc cũng đủ để cho nó cảm thấy tự hào ngươi cũng coi như thuộc lòng tộc nhưng là một con dao lòng lai tạp mà thôi sợ là long tộc sẽ không thừa nhận sự tồn tại của ngươi đâu ánh mắt xinh đẹp của bạch linh mang theo lạnh ý quét qua thiên động yêu lòng nhìn bạch linh với vẻ phẫn nộ bộ dạng lại càng dữ tợn hơn nữa hai mắt tức giận trừng to rồi đột nhiên gào lên một tiếng giận dữ sau khi tức giận gào lên một tiếng thân thể khổng lồ của thiên động yêu long chợt vặn vẹo trên cái đầu khổng lồ lúc này cái sừng rồng màu đen phát ra hắc mang tràn ngập giống như đang thùn phệ năng lượng thiên địa bên trong thủy vực nhánh mắt trong miệng của nó đã ngưng tụ một cỗ khói độc cực lớn, khắp nơi trong thủy vực cũng lập tức xuất hiện ba động kịch liệt, sau đó liền bị nhiễm hết màu đen. Cái tên giả hỏa này muốn liều mạng sao? Tiểu Long gầm lên một tiếng, ánh mắt lập tức trầm xuống nói. Ta không sợ con sâu độc nhỏ như người đâu. Tiểu Long rít lên một tiếng. Cũng ngày lúc đó, thân hình trong nháy mắt hóa thành kích cỡ lớn nhất. Trên cái đầu dự tận khổng lồ, con mắt thứ ba ở mi tâm đột nhiên mở ra. Một mảnh hào quang trướng mắt trong nhánh mắt đã bao phủ bên trên đám khói độc. Song người có thể có khí của Linh Hoàng chứ? Lúc này đây, thân thể của tiên độc yêu Long nhánh mắt cũng rùn lên, cực kỳ khiếp sợ trước hào quang trướng mắt do con mắt thứ ba của Tiểu Long bắn ra. Tốc độ hấp thụ năng lượng tiên địa của cái sừng trên đầu cũng chậm dần rồi dừng hẳn. Tiểu Long ta tới để giúp người. Và đúng lúc này, Lục Tâm Đồng cũng kêu lên một tiếng lục thiếu du vốn đang muốn giữ chặt lục tâm đồng mặc dù con thiên độc yêu lòng này bị thường không nhẹ nhưng nó tuyệt đối không phải thứ mà lục thiếu du có thể đối phó vào lúc này khi lục Thiếu du nhìn thấy thủ ấn quỷ dị do lục tâm đồng đánh ra thì cũng không nhịn được mà kẽ giật mình Sự kìm độc chu đi đúng lúc này quanh thân của lục thiếu du đột nhiên bị một cỗ ký thức cực kỳ quỷ dị bao vây ký thức này khiến cho lòng người sợ hãi cũng ngay lúc đó chỉ thấy lục tâm đồng ngẩng đầu dậy trong vi tâm bắn ra một đạo hào quang màu vàng vô cùng dữ dội một tiêu kêu xuyên thấu sóng nước nháy mắt truyền ra đúng lúc này lục tiêu du nhìn thấy cỗ quang mang màu vàng nháy mắt hóa thành một con quái vật hư ảo khổng lồ đây là một con nhện khổng lồ màu vàng kim toàn thân và các chân của nó đang chậm rãi cua lên giường nành múa vuốt răng trong miệng bén nhọn như răng nanh phía trên tỏa ra từng sợi khói độc lan tỏa con nhện màu vàng này toàn thân đều được bao phủ bên trong lớp giáp xác màu xích hồng thật dày tán ra từng sợi từng sợi lưu quang một cỗ khí tức khiến cho người khác tim đập thật nhanh nhánh mắt tàn ra khí tức này quỷ dị tới mức khiến cho ngay cả bạch linh cũng phải đổi sắc mặt theo sự xuất hiện của con nhện màu xích kim này đám nghịch đần yêu bằng phi tiền ngô công thay âm yêu thọ không tránh khỏi toàn thân run rẩy xung quanh của xích kim độc chu cả thủy vực sóng nước cuồn cuộn, cuộn uy áp cực kỳ lớn, khiến cho thiên độc yêu lòng đang bận đối phó với tiểu long lại bị áp chế thêm một lần nữa. Thu hồn uy áp của yêu thú bát dài. Lúc này đục tiêu du cũng cảm giác lạnh cả sống lưng. Thu hồn của con sức kìm độc trù này đúng là quá khủng bố. Mặc dù chỉ là một não thú hồn và lục tâm đồng cũng không thể nào thúc giục được toàn bộ thực lực của nó. Nhưng uy áp của bát dài yêu thú trên người của nó, cộng thêm huyết mạch cao đẳng của nó, khi còn sống nên vẫn tồn tại thú uy. thu hồn bát giai. Hai con mắt cực lớn của thiền độc yêu long nhìn vào đạo thú ảnh hư ảo khổng lồ ở phía trước, liền cảm thấy kinh hãi một lần nữa. Có vẻ như nó cũng rất kiềng kỵ. Trong nháy mắt tiếp theo, trong cái nhìn kinh ngạc của lục tiêu du, trên người sức kim độc chu đột nhiên có một cỗ sương mù màu đỏ chậm rãi tôn trào ra từ bên trong cơ thể một cách dữ dội. Thân thể khổng lồ dữ tợn di chuyển nhanh như chớp, chỉ trong nháy mắt đã đan ra một cái mạng nhện màu đỏ, ước chừng cũng phải lớn hơn ngàn thước. Thu hồn chi lực mênh mông cuồn cuộn trào ra, khiến cho linh hồn của kẻ khác cũng cảm thấy đau đớn. Cái lưới khổng lồ màu đỏ này mang theo lực lượng thu hồn bàng bạc lập tức gào thép hạ xuống, sau đó liền bao trùm cả cơ thể khổng lồ của thiên độc yêu long ở bên trong. Cái lưới khổng lồ này chạm vào cơ thể của thiên độc yêu long thì chính là trực tiếp xuyên qua, cự lãng mà bao trùm lấy nó, linh hồn lực bàng bạc có thể không thèm đếm xỉa tới sự cường hãn của thân thể tiên độc yêu long trực tiếp nhắm vào áp chế linh hồn của thiên độc yêu long loại áp chế này làm cho tiên độc yêu long lập tức hoảng loạn lên mà gầm thét dãy ruộng cơ thể thế nhưng cũng không có cách nào thoát ra khỏi cái lưới khổng lồ ấy lưới công kích linh hồn của cái võng này tựa như có một cái bóng vô hình trực tiếp áp chế ngày người của nó cộng thêm hào quang do con mắt thứ ba của tiểu long lúc này khiến cho tốc độ của lực lượng thiên độc yêu long giảm dần đi không ít. Thiên động yêu long triệt để nổi giận, cái đầu khổng lồ đầy dữ tợn chạy thoát ra khỏi màn quang mang do con mắt thứ ba của tiểu long phát ra. cụ coi độc trong miệng mà nó đã thôn phệ rồi, ngừng tụ bàn nãy cũng lập tức tuôn ra dữ dội. Trong đám sương mù độc này mang theo năng lượng khủng bố, trực tiếp chấn khai sóng nước chung quanh. Trong nháy mắt tiếp theo, nó liền nện thật mạnh một cái lưới màu đỏ của xích kim độc chu với tốc độ cực nhanh. Cái lưới lớn màu đỏ khổng lồ này giống như bị ăn mòn vậy. Áp lực bắt đầu buồn lỏng. Lục này trên gương mặt nhỏ nhắn của lục tâm đồng cũng lập tức trở nên trắng bệnh. Trong lòng lục thiêu du lập tức cảm thấy cả kinh. Thực lực của cả tiểu long và lục tâm đồng lục này đều không tệ. Nhưng so với thiên độc yêu long thì lại hoàn toàn khác. Nếu là yêu tốt lục dài bình thường thì dưới sự liên thủ của tiểu long và lục tâm đồng e là đã sớm mất mạng rồi thế nhưng tù vì của thiên độc yêu long lại là thất dài, không phải lục tai có thể so sánh nổi. Tạp giao long, nằm xuống cho ta. Một tiếng quát vang vọng từ tầng sóng nước cuồn cuộn lưu lại. Một đạo tàn ảnh màu trắng trong nháy mắt tiếp theo đã trực tiếp xuất hiện phía trên cái đầu khổng lồ của thiên độc yêu long. Thân ảnh xinh đẹp nhảy xuống, sau đó một đạo bạch quang lóe lên. Một đạo quyền ấn hung hăng nện thẳng lên cái đầu dự tợn khổng lồ của thiên độc yêu Long quyền ấn không lớn so với cái đầu giữ tợn khổng lồ của thiên độc yêu long thì nhỏ đến không đáng kể cái chính là cỗ lực trùng kích cỡ này thì lại hung hăng đến mức trực tiếp nện cho cái đầu của thiên độc yêu long ngã vật xuống phanh bột tiếng lãnh bột quyền này trong tiếng của thiên độc yêu long liền phun ra một ngụm máu tươi đồng thời cũng liên tục kêu trên thảm thiết thiên độc yêu long dãy giụa kịch liệt thân thể cao lớn bộc phát ra lực lượng khủng bố khó mà tìm nổi sóng nước bị dãy văng tùng tóe cái động to lớn phía sau cũng bị thân thể to lớn của nó dãy rụa mà trực tiếp đánh nát một nửa dưới đáy biển lập tức vang lên tiếng nổ liền biển không dứt tựa như thủy lôi vừa nổ còn không chịu dừng sao bạch linh quát lên một tiếng lại nện thêm một đạo quyền ấn thật mạnh lên đầu của thiên động yêu long lực trùng kích cực mạnh làm cho thiên động yêu long vừa mới ngóc đầu lên lại thêm một lần nữa bị rộng đầu thật mạnh xuống một mảnh giàn hồ khiến cho cụm san hồ khổng lồ kia cũng trực tiếp bị nứt ra rồi vỡ vụn. Thiên độc yêu long lại phun thêm một búng máu nữa. Lực công kích của Bạch Linh lúc này cũng không phải thứ hắn có thể chống lại. Huống hồ gì lại là đập ngay trên đầu. Bất quá có thể chống đỡ được hai quyền của Bạch Linh nện lên đầu của hắn. Cũng đủ để chứng minh lực phòng ngữ khủng bố của thiên độc yêu long như thế nào. Nhìn thấy thiên độc yêu long phun ra mấy ngụm máu tươi. Lục Tiêu Du cũng cười khổ, đông máu này phun ra ở dưới nước, căn bản không kịp thu thập, đã lập tức tan vào trong nước rồi. Phun ra liền máu tươi tới cỡ này, thế nhưng mình đã không thể nào thu thập được. Trong lòng cảm thấy buồn bực không thôi. Chết tiệt, tân liều mạng với các ngươi. Thiên độc yêu lòng tức giận gầm lên một tiếng dữ tợn. Đây là sự vũ nhục đối với nó. Trong thành âm tràn ngập tuyệt vọng vẫn tức giận, không ngờ sau khi đột phá tới tất sai lại rơi vào hoàn cảnh chật vật và bất lực đến mức này. Nó đã hối hận vì lỡ trêu chọc vào đám người này. Lại càng thêm kinh ngạc vì chỉ trong một tháng mà thực lực của bọn họ tự nhiên lại có thể gia tăng nhiều như vậy. Phía trên đám vải rồng bị tổn hại quanh thân của thiền độc yêu long có từng cỗ hắc mang chói mắt bắn ra. Một cỗ khí tức khủng bố quỷ dị bắt đầu tản ra. Bộ dạng của thiên độc yêu long lúc này lại càng thêm dữ tợn. Dù có muốn bảo thể đi chăng nữa thì ngươi cũng không thể đả thương ta được bạch linh quát lên một tiếng còn thiên độc yêu lòng này tự nhiên muốn bảo thể trong tay lại định nện xuống thêm một tạo quyền ấn nữa bạch linh tha cho độc long huynh đi thành ẩm của lục thiếu du lập tức truyền tới vừa nghe lục thiếu du nói vậy thì bạch linh lập tức thu tay lại lúc này thì khí thế quỷ dị do thiên động yêu lòng phát ra cũng bắt đầu ngừng kéo lên rồi trong con mắt to lớn những cái chuồng đồng kia mang theo vẻ nghi hoặc nhìn về phía của lục tiêu du độc long huynh người vừa mới đột phá thất giai có thể xưng vương trong vụ tinh hải này ngàn vạn yêu thú đều nghe ngươi hiệu lệnh người thật sự cam lòng tự bạo hay sao nếu vậy thì đúng là không đáng chút nào người đã có thể đột phá đến thất giai sợ là cũng chẳng dễ dàng gì lục tiêu du nhìn vào đôi mắt khổng lồ của thiên độc yêu long rồi nói là các người ép ta thiên độc yêu long nhìn lục tiêu du ngữ khí nói chuyện đã ồn hòa đi một ít vẫn cứ nghỉ hoặc mà nhìn lục tiêu du dường như có vẻ vô cùng nghi hoặc đối với thái độ có chút biến hóa của nhân loại đang đứng trước mắt. Độc lòng huynh, chúng ta sao có thể ép người được chứ? Rõ ràng là lúc đầu người không chịu buồn tha cho chúng ta cơ mà. Lục Thiêu Dù lại nói. Ánh mắt của thiên độc yêu long đầy vẻ sững sờ, không còn gì để nói. Lúc đầu đúng là do hắn đuổi giết đám nhân loại và yêu thú này. Lại nói, hiện tại ta chỉ muốn mượn một thùng máu của độc long huynh mà thôi vừa rồi số máu người chảy chắc cũng phải mười thùng chẳng lẽ vì một vài thùng máu này vì một chuyện chẳng hề gây hại gì tới ngươi nhưng lại muốn mất cả mạng sống sao đây cũng không phải là cách làm thông minh lục thiêu dù nói máu của long tộc chúng ta chính là niềm kiêu ngạo của ta sao có thể tùy tiện cho kẻ khác thiên độc yêu lòng nói nhưng rõ ràng là khấu khí đã mềm mỏng hơn rất nhiều ta biết rõ máu của long tộc cực kỳ tôn quý đồng long huynh nhưng cho ta một thùng máu cũng chẳng ảnh hưởng tới toàn cục. Không lẽ người thật sự muốn mất mạng hay sao? Người cần nhắc thử đi, cho dù người có tự bạo đi chẳng nữa. Tới lúc đó ta cùng lắm chỉ cần ở hai vực này để tinh luyện ra máu của ngươi là được rồi. Chỉ hơi phiền toái một chút mà thôi. Người tự chọn lựa đi chứ. Ngư khí của lục thiêu du bắt đầu trầm xuống. Ánh mắt hở hứng, mang theo chút lạnh ý, liếc qua thiên độc yêu lòng thân thể của tiên độc yêu long xoay quanh trên đảo san hô lúc này chỉ còn lại phế tích bắt đầu cảm thấy dò dự vì một thùng máu mà mất đi mạng sống càng nghĩ càng cảm thấy không đáng tí nào thôi được rồi ta có thể cho ngươi một thùng máu của ta thiên độc yêu long bắt đầu thỏa hiệp trưng thực lực tuyệt đối và cái chết nếu được lựa chọn thì hắn chọn mất máu còn hơn nghe thấy tiên độc yêu long chịu thỏa hiệp thân ảnh xinh đẹp của bạch đình lóe lên lập tức trở về bên người lục tiêu du lão đại tha cho con trùng nhỏ này như vậy thì quá tiện nghi cho nó rồi tiểu long nhớ lại mối thủ bị đuổi giết lúc này cơn giận vẫn còn chưa tiêu tán nhóc con ngươi nói cho ta biết sao ngươi lại có khí tức của linh hoàng thiên động yêu lòng nhìn tiểu long không hề tức giận đối với những lời tiểu long nói ngược lại còn mang chút nghỉ hoặc mà hỏi tiểu long ta là linh thú đương nhiên có khí tức của linh hoàng rồi tiểu long nói nhưng trên người của ngươi còn có khí tức của yêu hoàng, chẳng lẽ ngươi là... Thiên động yêu lòng dường như đã đoán được điều gì, thần răng lộ vẻ kinh ngạc. <laughs> Thì đã sao? Tiểu Long có vẻ như đã thừa nhận, mắt nhỏ trừng to, nhưng thần sắc cũng có chút hoảng hốt, giống như đang nghĩ cái gì đó. Hóa ra, người cũng giống như ta, ta sẽ không so đo với ngươi. Người đi ra ngoài, hẳn sẽ bị trong tộc đuổi giết. Hay là người cứ ở lại trong vũ tình hải, ta sẽ tặng vị trí yêu vương lại cho ngươi, có được hay không? Thiên động yêu lòng nhìn tiểu lòng nói. Những lời của thiên động yêu long nói ra cũng khiến cho lục tiêu dù trợn mắt há mồm. Thiên động yêu long này tự nhiên lại hào phóng như vậy, cam lòng tặng lại vị trí yêu vương cho người khác. Hừ, người đừng có mơ. Tiểu long hừ lạnh một tiếng và nói, xem ra là do ngươi không dám ra ngoài mà thôi. Thế nhưng ta cũng không sợ, sớm muộn gì ta cũng sẽ trở về thực lực ở long tộc quá mạnh người không phải là đối thủ đâu người vẫn còn quá yếu thiên độc yêu lòng nói với tiểu long một ngày nào đó ta nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ ta sẽ không trốn vào một góc như vậy đâu đúng là chẳng có chút tiền đồ tiểu long trừng mắt nhìn thiên độc yêu long rồi nói ai nói chứ ta cũng muốn trở về chỉ là trong tộc sẽ không tha cho chúng ta trở về căn bản cũng vô dụng chỉ có bị vũ nhục mà thôi thiên độc yêu lòng trầm giọng nói thần sắc vô cùng uể oải, giống như nghĩ tới chuyện gì đó không muốn tới vậy. Người ấy chính là không có can đảm, uổng cho ngươi còn là một thành viên của lòng tộc. Tiểu Long gần đầu nói, ai nói ta không có can đảm hả? Bất quá là hiện tại, ta không muốn đi ra ngoài cũng không được mà thôi. Ta đột phá thất sai, cho dù có ngọc giản thông quan của nhất tông nhất môn, nhất giáo nhất trang cũng vô dụng mà thôi. Yêu thú thất giai không cách nào ra vào trong vụ tình hải được. Thiên độc yêu lòng nói nếu người thật sự muốn đi ra ngoài thì có thể cầu xin lão đại của ta, lão đại của ta tự nhiên có cách có thể mang người ra ngoài đấy. Tiểu Long nói, ánh mắt của Thiên Độc Yêu Long lập tức nhìn về phía Lục Thiêu Du, sau đó lại nhìn sang Bạch Linh, Yêu thú tất giai của đối phương có thể vào đây được, đương nhiên là có cách có thể đi ra ngoài được rồi. Ánh mắt đảo một vòng, sau khi do sự bột lúc thì lại nói, ta không ra đâu, ta ở trong này đang yên đang lành, ra ngoài làm cái gì chứ? Nghe tới đoạn đối thoại của thiên độc yêu long và tiểu long, ánh mắt của lục tiêu du liền biến hóa. Xem ra tên thiên độc yêu long này dường như vừa biết rõ thần phận của tiểu long. mà tiểu long sau lần đột phá này dường như đã biết được không ít tin tức về thân thế của mình. Ánh mắt chợt lóe lên, lục tiêu du lập tức mỉm cười nói. Độc long huynh, người bây giờ là thất giai rồi. Trong vụ tình hải này, thực lực của ngươi hẳn là mạnh nhất nhỉ? Đương nhiên rồi, Trước kia còn có vài kẻ có thực lực không kém ta là mấy. Bật quá, bọn họ liên thủ với nhau thì ta không làm được gì. Nhưng bây giờ thì bọn họ cũng không phải đối thủ của ta nữa. Thiên đồng yêu long nói mang theo vẻ đặc ý. Nhưng ghi tới những vết thương đang còn ở trên người. Đồng chất trên người mình. Bây giờ cảm thấy cảm giác đặc ý của hắn lập tức biến mất. Không còn sót lại chút gì nữa. Thì là đương nhiên rồi. Thực lực của ngươi bây giờ đã là mạnh nhất ở nơi này rồi ngươi ở lại đây còn có ý nghĩa gì chứ? Không bằng theo ta đi ra ngoài đi, bên ngoài rộng lớn hơn trong này rất nhiều, cũng náo nhiệt hơn hẳn nơi đây. Lấy thực lực của ngươi bây giờ, đủ để tạo một thân danh danh ở bên ngoài đấy, cần gì ở lại bên trong vụ tình hải này làm gì? Lục tiêu du nói, cái này, thiên độc yêu long đưa mắt nhìn lục tiêu du, dường như cũng cảm thấy hơi hứng thú thì phải, nhưng ánh mắt lập tức lóe lên mà nói, cường giả nhân loại vô số, ta cũng không muốn ra ngoài, thôi đi vậy ta ở trong này cũng được rồi thiên độc yêu long ta với người bàn điều kiện có được không Lục này đôi mắt to trong veo như nước của lục tâm đồng chớp chớp nhìn thiên độc yêu long rồi nói chỉ là sắc mặt có hơi tái nhợt thu hồn của con xích kim đỉnh chu kia cũng đã về lại trong bi tâm có vẻ là vì thúc dụng xích kim độc chu tiêu hào quá nhiều nên cả người trông có chút uể oải điều kiện gì chứ đối với điều kiện mà lục tâm đồng nói có vẻ như thiên độc yêu lòng còn cảm thấy có hứng thú hơn cả thứ mà Tiểu Long và Lục Tiêu Du nói nãy giờ. Người muốn bắt ta là bởi vì tinh huyết trên thiền thiền độc thể của ta có tác dụng cực lớn đối với việc giúp người đột phá tu vị bát dài. Bằng không, cơ hội đột phá tới bát dài của người sẽ rất là nhỏ. Điều kiện của ta chính là người phải đi theo bên người của các ca ta cho đến lúc đột phá bát dài. Đến lúc đó, ta sẽ giúp người đột phá, được không? Lục tâm đồng nhìn thiên độc yêu lòng nói. Cái này... Thiên độc yêu lòng lập tức trở nên do dự, nhất thời không biết phải làm sao. Tiểu trùng tử đi theo bên người lạng đại là tiện nghi cho ngươi rồi. Nếu như ngươi không đồng ý, thì ta sẽ nói bạch linh tỷ rút lòng gần của ngươi ngay lập tức đấy. Tiểu Long mở to mắt hàm dọa. Độc Long Huỳnh, ngươi đường đường là một yêu thú tất dài của lòng tộc, ở lại trong vũ tinh hải này để làm gì chứ? đi ra bên ngoài lập một phe thanh danh đường nhiên sẽ oai hơn là ở lại vụ tinh hải này rồi. Lục Tiêu Du bây giờ nhìn thần sắc của thiên độc yêu long, vội nói ngay. Đối với con thiên độc yêu long này, mới đầu Lục Tiêu Du chỉ nghĩ nếu như bên cạnh mình có thêm một yêu thú tất dai thì quá cường hãn rồi. Nhưng đây cũng chỉ là nghĩ mà thôi. Thực lực của mình mà muốn khống chế được yêu thú tất dai thì rõ ràng là chuyện không thể nào rồi. Lấy tu vi nhất trọng linh suất của mình hiện tại, nhiều nhất cũng chỉ có thể bố trí được huyết hồn ấn bên trong cơ thể của yêu thú vừa mới đột phá tu vi lục giai trung kỳ mà thôi đó cũng là cực hạn rồi nhưng cũng phải có người giúp đỡ mới được nếu muốn bố trí huyết hồn ấn trên người còn thiền độc yêu lòng này thì đúng là người si nói mộng cho dù có vạch linh ở bên cạnh giúp đỡ cũng không được linh hồn của thiên độc yêu long thất giai trinh bình căn bản cũng không thể đối phó được muốn đối phó bố trí được huyết hồn ấn cũng không thể nào làm được Bạch Linh đứng thật ra có thể giết chết thiên độc yêu long, thế nhưng còn muốn tu phục thì lại là khác nữa. Tu phục và giết chết là hai việc hoàn toàn khác nhau. Có lẽ thực lực của Bạch Linh có thể cưỡng chế uy hiếp cho thiên độc yêu long thần phục, nhưng loại thần phục này chỉ sợ là bất kỳ yêu thú nào cũng sẽ có oán hận. Đến một thời điểm nhất định thì ai biết nó có phản kích lại hay làm chuyện gì để trả thù hay không. Cho nên loại cưỡng chế này dù có tu phục được thì cũng không an toàn có khi lại thành một tai họa ngầm nữa chứ. Muốn thu phục khiến yêu thú ở lại bên cạnh mình, Lục Tiêu Du chỉ dám dùng hai cách. Một là giống như thiên sĩ tuyết sư và huyết tích dịch vậy. Sau khi bố trí huyết hồn ấn xong, thì sẽ thần phục tuyệt đối, vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Còn một loại khác chính là tự nguyện thần phục, như nghịch lần yêu bằng và tiểu long đã thần phục như vậy. Hoặc là Bạch Linh đi theo bên cạnh mình trong thời gian 5 năm vậy. Cái này không thể gọi là thần phục, mà gọi là trao đổi có điều kiện. Trí tuệ của yêu thú so với nhân loại bình thường thì không thể nào gian xảo như nhân loại được. Chuyện chúng đã hứa rồi thì sẽ không đổi ý. Lúc này Tiêu Du nghe Tiểu Long và Lục Tâm Đồng nói thì hắn mới cảm thấy thiên động yêu lòng này đúng là rất có khả năng sẽ đi theo mình ra ngoài. Đừng nói là thu phục, chỉ cần có thể đi theo bên cạnh mình một thời gian ngắn là đủ rồi. Thực lực của mình dù gì cũng sẽ mạnh hơn nữa. Thiên đồng yêu long Người còn do dự cái gì nữa, lại ngứa ra phải không? Ánh mắt của Bạch Linh đảo qua lục tiêu du, mắt đẹp trừng to, nhìn chăm chăm về phía thiên độc yêu long, khí tức xung quanh bắt đầu run run. Ánh mắt của thiên độc yêu long nhìn chăm chăm vào lục tâm đồng, tiểu long và Bạch Linh, sau đó lại nhìn lục tiêu du nói, các người thật sự có thể đưa ta ra ngoài sao? Độc long huynh, mang huynh ra ngoài, đường nhiên không thành vấn đề. Lục tiêu du mỉm cười mà nói, nhìn nỗi vui mừng trong lòng xuống, xem ra bên cạnh mình lại có thêm một yêu thú thất sai rồi. Tương đương với cường giả vũ vương, thực lực của con thiên động yêu lòng này chỉ sợ là con phải cao hơn cả quỷ tiên tử bạch oánh nữa chứ. Tiểu cô nương, lời người nói có thật không? Thiên động yêu lòng hỏi lục tâm động. Đương nhiên là thật rồi, tới lúc đó ta sẽ cho người tình huyết của ta. Đối với ta cũng chẳng có trở ngại gì. Lục tâm Đồng chớp mắt tỏ nói. Được rồi, ta sẽ đi cùng với các ngươi. Bất quá ta phải nói trước, ta chỉ đi theo bên cạnh các ngươi thôi, các người cũng không thể sai khiến ta làm gì, trừ những lúc các người gặp nguy hiểm ra. Thiên động yêu lòng nói, chuyện này là đương nhiên, không thành vấn đề. Lục Thứ du lập tức đáp ứng, có thể để Thiên động yêu lòng đi theo bên cạnh là đủ rồi. Về phần những chuyện khác thì dễ xử lý rồi đây. Trời ơi, nhiều mã tiền tử như vậy sao? Một lát sau, trong động phủ của Thiên động yêu lòng, Lục Thứ du mặt mũi đầy vẻ kinh ngạc nhìn mớ đồ bên trong trong động phủ của thiên độc yêu long lúc này có không ít dược liệu kịch độc sinh trưởng độc khí kịch độc nồng đậm tràn ngập cả động phủ người thôi cũng đã cảm thấy không khỏe rồi trong một đống dược liệu này có vài gốc dược liệu màu xanh đen cao chừng nửa người lá hình như quả trứng đầu lá hơi nhọn chỉ toàn là một màu xanh đen sáng bóng mang theo chút lông nhung màu xám bạc xung quanh còn có một cỗ khí tức lan tràn lúc nhìn thấy thứ ấy Lục Tiêu Du cũng lập tức nhớ tới một vật cần thiết để đông đạo đột phá. Đây chính là mã tiền tử. Cây mã tiền tử này cao cỡ nửa người, sợ là cũng phải sống hơn ngàn năm rồi ấy chứ. Cả cà, đây là mã tiền tử, là thuốc dẫn mà sư phụ cần. Lục Tâm Đồng cũng lập tức phát hiện ra vài gốc mã tiền tử này. Độc vụ này bao phủ cả động phủ. Lục Tiêu Du và Nam yêu thú có chút khó chịu, nhưng đối với nàng mà nói thì không hề khó chịu chút nào. Ngược lại còn cảm thấy tinh thần lực cực kỳ sảng khoái. Các người cần mã tiền tử này sao? Trước kia ở đây có hơn cả ngàn cây, bị ta ăn mãi còn có bấy nhiêu đó. Thiên độc yêu lòng nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của lục tiêu du mà lục tâm động thì cảm thấy rất khó hiểu. Độc lòng huynh, mã tiền tử này đã có bao lâu rồi? Lục thiêu du hỏi. Ta cũng không biết nữa, phong trừng cũng hơn cả ngàn năm rồi. Ta đến vụ tình hải cũng phải sắp 200 năm rồi. Lúc trước ở đây có một con làm tình độc trường khác khi đó, đám mãn tiền tử này đã có rồi. Ta thấy động phủ này không tệ, cho nên mới chuyển đến đây ở. Thiên động yêu lòng chậm rãi mà nói. Lúc bây giờ nhìn đống cây mã tiền tử đó, trong lòng lục thiêu du liền cảm thấy vui vẻ. Nhìn tuổi của đám mã tiền tử này cũng phải hơn 500 năm rồi. Đồng lão bây giờ đang ở ngưỡng đột phá. Xem ra không bao lâu nữa, trong phi đình bồn sẽ có thêm một vị cường giả linh vương. Ngay trong lúc lục tiêu du nhanh chóng thu hồi vài gốc mã tiền tử Căn ảnh nho nhỏ của lục tâm động cũng nhanh chóng thu thập tất cả các độc dược khác vào bên trong trữ vật giới chỉ của mình. Đối với nàng mà nói, thì những thứ này đều là bảo vật. Ai ra, sắp đi rồi, đúng là có chút không nỡ rời đi. Thiên độc yêu long nhìn độc phủ của mình rồi nói. Độc long huynh, không phải gây tính cứ như vậy mà theo chúng ta ra ngoài đấy chứ. Độc tiêu du nhìn bản thể khổng lồ của thiên độc yêu long rồi nói. Thiên độc yêu long nghe vậy, trên người lập tức lóe lên một đạo lưu quang thân thể cao lớn lập tức thu hồi chỉ nháy mắt thân thể cao lớn đã hóa thành một đạo thân ảnh hùng ráng thân ảnh ấy cũng to lớn như hoa mãn lâu vậy toàn thân tàn ra một cỗ khí phách một thân hắc y mảy rậm mắt to trong vô hình lại tỏa ra một cỗ khí thế áp người đặc biệt là một đống râu ria dưới cằm kia chính là do dầu rồng biến thành trên tròm râu này cũng tàn ra một cỗ khí tức khổng lồ khiến cho yêu thú bình thường mà cảm giác được thì toàn thân cũng phải phát run. Đột phá thất dài xong thì ta đã có thể hóa hình rồi. Đối với hình dạng của mình hiện tại, thiên độc yêu long có vẻ rất hài lòng, lập tức tự mình thưởng thức xoay quanh một vòng. Chúc mừng độc long huynh thuận lợi đột phá thất dài. Lục tiêu Du mỉm cười nói, từ nay về sau, thực lực của phép mình lại mạnh hơn không ít. Ánh mắt của lục tiêu du lại chuyển về phía lục tâm đồng biết rõ hôm nay thiên độc yêu long đồng ý đi cùng với mình có một phần công lao rất lớn của lục tâm động lục tâm đồng chớp chớp mắt to với lục tiêu du cười tinh nghịch sau đó lập tức nhét một viên đàn dược vào trong miệng thúc dục thú hồn của xích kim độc chu tiểu hào quá lớn đối với nàng ấy bất quá đối với thực lực của xích kim độc chu của mình trong lòng nàng lại hiểu thêm được rất nhiều đột phá thất giai vài trăm năm thiên độc long yêu lại nói độc lòng huynh những yêu vương khác ở đây người có biết rõ hay không cách nhau có xa hay không lục tiêu du chuyển tầm mắt nhìn thiên độc yêu long lại hỏi trong vụ tình hải có hơn bởi vị yêu vương có vài kẻ có thủ oán với ta mấy kẻ ở xung quanh đây cũng không xa lắm cũng đều có thủ oán với ta cả vốn ta định sau khi đột phá sẽ tới đó báo thù nhưng hiện tại chúng ta ra ngoài trước đi đã bằng không đợi vụ tinh hải đóng cửa thì phải đợi 30 năm nữa nó mới mở ra. Thiên Độc yêu lòng nói, không vội không vội, Độc Long Huynh, chúng ta đi báo thủ cho người trước đã, cũng không mất bao lâu, vẫn đủ thời gian để ra ngoài mà. Lục thế Du mỉm cười nói, một tia sáng khác thường lóe lên trong mắt, xem ra mấy tên yêu vương khác cũng không có thủ hẳn quá lớn với Thiên Độc yêu lòng, bằng không trước khi ra ngoài, Thiên Độc yêu lòng cũng sẽ không bỏ qua cho bọn chúng. Vậy thì cũng được, sẵn tiện báo thù cũng chẳng trễ nải gì. Thiên Độc yêu lòng nói. Đúng rồi, độc long huynh, mấy tên thủ hạ lục giai yêu thú dưới trướng của huynh có thể đi ra cùng huynh hay không? Lục tiêu du hỏi. Ta bảo chúng nó đi cùng ra ngoài, đương nhiên sẽ không thành vấn đề. Chỉ là bên ngoài là địa bàn của nhân loại, cho nên đám yêu thú bên trong vũ tinh hải này đều không thích ra ngoài đâu. Thiên độc yêu lòng nói. Trên địa bàn của nhân loại đã sớm có yêu thú rồi. Lục tiêu du nói nhỏ, trong mắt ánh lên vẻ khác thường. Bên trong sân mạch vũ hải, phía ngoài vũ tinh hải, thời gian dần trôi qua cũng tác động lên tâm trí không ít người ca. Không ít người không cách nào đi vào vụ tinh hải, nhưng cũng tể tự lại ở bên ngoài. Không ít người đều là muốn chờ xem đám người kia có tìm và đi được vào đại điện vụ tinh, gặp được cơ duyên hay không. Đây cũng là một việc trọng đại của cổ vực, lại thêm việc có không ít tai mắt của các thế lực khác xèn lẫn bên trong. Kể cả thế lực của Thành Ma Vân và Đại Đục Đình Vũ, mấy tin tức thế này bọn họ đương nhiên phải thu thập được sớm nhất. Phía trên mây ngọn núi cao vút, ẩn mình trong mây mù, không ít tai mắt đều đang chờ mong, thỉnh thoảng lại nhìn về phía bức màn sương trắng kia. Lúc này đây, bên trong phần đà của Phi Linh Môn, kế bên sân mạch Vụ Đô, Đồng Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử, lộng Sơn Lão Nhân, Thanh Hỏa Lão Quỷ và chúng Cường Chủ đều là ngồi đầy đủ cả. Bạch Cùng Phụng, lần này Thanh Phong Môn kia đúng là quá lớn mặt, ngang nhiên dám động thủ chúng ta cứ dứt khoát tiêu diệt thành phòng môn đi. Hoàng Phủ Kỳ Tùng nói với vẻ tức giận, nếu là trước kia thì hắn cũng không dám nói ra những lời thế này. Thực lực của hắn còn chưa đủ để trêu chọc thế lực nhịn lưu như thành phòng môn. Nhưng hiện tại thì không giống lúc trước nữa. Thực lực của phi linh môn hiện tại đã không còn như xưa nữa. Hắn thân là đường chủ của vũ đường, tỷ khí đường nhiên là cũng lớn hơn lúc trước. Thành phòng bồn chính là thế lực bên ngoài của Lan Lăng Sơn Trang, muốn tiêu diệt thành phòng môn thì không khó, chỉ là trong chuyện này có liền lụy quá lớn, lại thêm chuyện xảy ra ngay lúc này, ta hoài nghi có kẻ đang trầm ngoài thổi gió, tất cả vẫn nên đợi trưởng môn trở về rồi hãy quyết định cũng không muộn. Quỷ tiên tử Bạch Oánh lại nói, tính theo thời gian thì trưởng môn hẳn đã cũng sắp rời khỏi vũ tình hải rồi, không biết lần này trưởng môn đi vào đó có thể đạt được cơ duyên gì hay không? Ta nghe nói nếu lấy được cơ duyên bên trong vũ tinh hải thì đều là đại cơ duyên, thậm chí còn có thể lấy được linh khí nữa đấy. Quỷ ảnh la sát Diệp Phi lại nói ra, ánh mắt đẹp ánh lên vẻ ngưỡng mộ. Linh khí chính là thứ mà mỗi vũ giả linh giả đều mong đạt được. Vũ giả có không và linh khí có không hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau, so ra địa vị cũng không giống. Vận khí của hắn gần đây không tệ, phòng chừng có thể gặp được cơ duyên đấy. Đồng vô mệnh nói ra, trong lòng của hắn, từ lúc hắn quen biết lục tiêu du tới giờ, vận khí của tên tiểu tử kia chính là tốt tới mức khiến cho người ta hầm bộ và ghen tị không thôi. Bên trong vụ tình hải bao la, trời nước liền nhau, giữa không trùng có không ít người đang ra sức chạy như bay. Tiến vào vụ tình hải vốn là một chuyện khiến cho biết bao nhiêu người mong chờ không thôi. Nguyên một đám đều vô cùng hưng phấn, nhưng bây giờ con đường trở về cũng khiến cho không ít kẻ thất vọng mà trở về thậm chí không ít người còn than thở, tiếc cho 50 vạn tệ dùng để mua ngọc giản thông quan. Phần lớn người thậm chí còn mua giá cao ngoài chợ đen, kết quả không được cái gì hết. Cho nên trên đoạn đường trở về này, vì để lấy lại vốn, không ít người không khỏi điền thủ cùng nhau, một đường vây giết yêu thú để kiếm yêu đàn, đồng thời còn kiếm dược liệu. Vận khí tốt thì có thể thu hoạch không ít, vận khí không tốt thì cũng có thể bị yêu thú giết chết. Bên trong vụ tình hải này chính là thiên hạ của đám yêu thú trong nước. Khắp nơi đều có yêu thú. Trong đó có không ít đám yêu thú lục dai. Số lượng yêu thú lục dai hậu kỳ cũng không có ít. Loại yêu thú tu vi này, người bình thường gặp phải cũng chỉ có thể tự trách vận khí của mình không tốt mà thôi. Trên đường quay trở về, đám người chẳng chịt thi thoảng lại nhìn thấy phía xa có yêu thú và nhân loại đang đại chiến với nhau. Nhìn thấy cũng không cảm thấy kỳ quái. Người nào thực được hơi yếu đã sớm làng cho xa, miễn bị cuốn vào trong, thực lực bình thường thì có thể đi xem trò hay, cũng có thể mòn men tới gần để ngư ông đắc lợi, đục nước béo cỏ. Tóm lại trong lúc này, trên đoạn đường trở về, khắp nơi đều là một mảnh hỗn loạn, còn có kẻ thù ở bên ngoài vụ tình hại. Vào đây gặp phải nhau tự nhiên là không tránh khỏi đánh nhau một trận, cho nên cũng có kẻ thường xuyên nhìn thấy đại chiến không ngừng. Nhưng trong đám này, có một vài người mà không ai dám động vào, đó đương nhiên chính là đệ tử của nhất tông nhất môn nhất giáo nhất tràng đám người này đi cùng với nhau chỉ có người khác tới nịnh nọt lấy lòng trong vụ tinh hải này vẫn chưa có kẻ nào dám lớn mật đến mức đi trêu chọc tới đệ tử nhất tông nhất môn nhất giáo nhất tràng cả tìm kiếm đại điện vụ tinh lúc đầu có đám người không có lộ tuyến gì đi liên lạc lạc đường là đương nhiên lại thêm rơi vào nơi này trời nước liền nhau trong hải vực bao la vô bờ chỉ chệch một tí cũng đủ để đi xa vạn dặm nhưng sau nửa tháng không tìm được đại điện vũ tinh đám người này đều lập tức trở về theo lộ tuyến lúc ban đầu nửa tháng vẫn chưa tìm được đại điện vũ tinh đủ để chứng tỏ mình đã bị lạc đường chỉ có thể mang theo niềm hối hận mà quay về chuyện này cũng chẳng trách đám người bên ngoài ngay cả lộ tuyến cũng sai vận khí không phải kém chút gì ít đâu ngày lúc tất cả mọi người vội vã trở về thì cũng có vài kẻ không sốt ruột chút nào một chỗ nào đó bên trong hải vực. Đột nhiên trong hải vực bộc phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, một cỗ sóng nước khổng lồ văng thẳng lên trời, kích khởi từng trận sóng ngầm. Sóng nước từ trên cao nện xuống, lực tựa như ngàn cân, khiến cho mặt nước kịch liệt dần khởi. Đúng vào lúc ấy, một tiếng gầm thật lớn phóng thẳng lên trời. Cũng cùng lúc đó, có một đạo lưu quang lóe lên, một con yêu thú khổng lồ từ dưới đáy biển nhảy ra khỏi mặt nước. Thân hình khổng lồ của con yêu thú này cũng phải dài gần 700 thước, tựa như một con cự long, toàn thân có lần phiến màu xanh, khiến cho người ta sợ hãi, chính là cái đầu khổng lồ của nó, cũng phải to chừng hơn trăm thước, miệng dài như con cá sấu, răng nành bén nhọn như lợi kiếm, một cỗ khí tức vô cùng hung hãn lan tràn ra. Con yêu thú này không ngờ lại là yêu thú lục dài hậu kỳ. Theo con yêu thú này phóng lên trời, trong thủy vực bao la, lục này nháy mắt cũng xuất hiện 10 con yêu thú khổng lồ trong nước một cỗ khí tức cường hãn lập tức khuếch tán ra. Cả đám yêu thú đều có tu vi lục dài, có vài con đã tới tu vi lục dài trùng kỳ. Hơn mười con yêu thú này phóng thẳng lên trời, khí thế lăng không hùng hãn như xét đánh. Uy thế kinh người thế này đủ để dọa cho mấy tên thực lực thấp sợ tới run chân. Lão đại, đây là con gự đầu yêu dao mà con tiểu trùng tử kia nói tới sao? Lục dài hậu kỳ, thực lực hình như cũng không tệ. Ở khoảng không phía xa, trên lưng của thiền sĩ Tuyết Sư, Tiểu Long đứng trên vai Lục Tiêu Du nói, Lục gia yêu thú hậu kỳ, thực lực đương nhiên là không tệ rồi. Lục Tiêu Du mỉm cười nói tiếp, cự đầu yêu dao, ta xem người chạy đi đường nào. Đúng lúc này, đột nhiên có một tiếng gầm vang vọng khắp đất trời. Bên trong sóng nước cuồn cuộn, lại có một đạo quang trụ màu đen phóng thẳng lên trời, mang theo một cột nước cao vài trăm thước, sau đó nện xuống ầm ầm như đạn nổ. Sóng nước vỗ mạnh, ngay cả không gian lắc lư trên không của hải vực cũng xuất hiện một con quái vật khổng lồ. Đây là một con hắc long khổng lồ, toàn thân đen kịt, từ xa nhìn lại, quanh thân tràn ngập một loại hắc vụ dày đặc, ngay cả không gian gợn sóng chung quanh của nó cũng bị phủ thành một màu đen. Con hắc lòng này có bộ dạng dữ tợn và ủy mãnh, trên đầu có một cặp sừng to, lồng mì hình răng cưa, toàn thân được lân phiến màu đen bao trùm. Trên người có nhiều sợi lưu quang màu đen quanh quẩn, con cự long này đen, mang theo uy thế cuồn cuộn kinh người, trực tiếp nhảy ra, thân thể cao lớn tạo ra từng đợt sóng gió. Khí thế của nó đã khiến không ít yêu thú đục giai sơ kỳ và lục giai trung kỳ phải khiếp sợ trùn dậy. Còn hắc long màu đen khổng lồ này đương nhiên chính là độc lòng yêu dao. Trong vũ tinh hải này cũng chỉ có độc lòng yêu dao mới có uy thế như vậy. Theo sự xuất hiện của độc long yêu dao, lúc này từ dưới đáy biển lại xuất hiện tiếng yêu thú kêu gào liên tục mặt nước dưới xung quanh mấy trăm dặm của hải vực lập tức có sóng lớn cuồn cuộn như biển gầm. Trong nháy mắt tiếp theo, từ bốn phương tám hướng lập tức xuất hiện một đám lớn yêu thú. Nếu như nhìn kỹ, số lượng cũng phải gần 40 con nữa. Kinh khủng nhất chính là 40 con yêu thú đó đều lăng không mà đứng. Toàn bộ bọn chúng đều là yêu thú có tù vị lục dai, còn lục dai trung kỳ chắc cũng phải tầm 10 con. 40 con yêu thú lục dai khổng lồ trận đội kinh người kia, vừa mới xuất hiện lần nữa. Lúc này phân ra bao vây cửu đầu yêu dao cùng hơn 10 con yêu thú còn lại. Lúc này trở thành hơn 50 con yêu thú tụ lại, sóng nước ngàn dặm cuồn cuộn không ngớt, uy thế kinh người làm cho lục tiêu du lúc này đang đứng ở đằng xa cũng cảm thấy tim mình rụt lên. Nhưng sau đó lại lộ ra nụ cười tuyệt đối. Bạch Linh nhìn chằm chằm vào mấy chục con lục dai yêu thú trước mặt này, mặt đẹp chớp chớp, sau đó nhìn vào lục tiêu du cũng chỉ cười nhẹ không nói gì trong đàn yêu thú khổng lồ lúc này ngoại trừ độc long yêu dao ra thì còn có bốn con yêu thú có cơ thể khổng lồ nhất lặng không mà đứng đứng xếp vòng chung quanh cự đầu yêu dao khi tức trên người của bốn con yêu thú này thậm chí không kém gì so với cự đầu yêu dao bốn con yêu thú khổng lồ này một con làm một con yêu dài khổng lồ trên tất cả đống chân của nó toàn là lông tơ bù xù dao trào bén nhọn vô cùng kinh khủng nhất chính là một đôi càng khổng lồ, dài cũng phải 300 thước, so với toàn bộ thân hình của nó thì còn muốn to hơn một chút nữa. Còn điều thu khổng lồ thứ hai cũng là một con hải quỷ khổng lồ, thân hình cũng phải to chừng 700 thước, tự như một mảnh mây đen khổng lồ vần vũ trên không trung, phía trên cái mai khổng lồ che kín, vô văn, đầu như là cự mãng, vô cùng sự tận. Còn điều thú thứ ba nhìn như một con cự ngạc, thân hình khổng lồ không hề thua kém cự đầu yêu dao trăng nành làm cho người ta nhìn thôi cũng phát lạnh. Trong con mắt to lớn của nó, một quang bắn ra vô cùng hùng hán. Còn yếu thú khổng lồ thứ tư thì lại là một con cá mập trắng, toàn thân thuần một màu trắng tựa hàn băng, thân thể cao lớn mang theo uy thế cường hãn. Nhưng kỳ lạ là con cá mập khổng lồ này lại giống như con cự mãng vậy, có cái đầu giống rắn. trưởng ngạo yêu dài, hộ bối yêu quy, thiết sĩ yêu ngạc, xa cành bạch xa, các người cũng muốn đối phó với ta sao? Chúng ta là Minh Hữu cơ mà. Toàn thân của Cự Đầu yêu giao lúc này lấm tấm vệt máu, dường như vượt trải qua một trận đại chiến. Trong con mắt khổng lồ mang theo vẻ kinh hoàng nhìn vào đám yêu thú khổng lồ kia. Đám này trước đây đều là Minh Hữu của nó. Cự Đầu yêu giao, chúng ta cũng không muốn đối phó với ngươi. Chỉ cần ngươi thần phục Độc Long yêu vương là được rồi. hộ văn cự giải khổng lồ nói. Độc Long yêu giao tuyết gào một tiếng uy áp khổng lồ giáng xuống. Cự đầu yêu giao, chuyện trước kia ta sẽ không sò so đò với người nữa. Hiện tại ngươi thần phục ta, thì ta sẽ tha cho ngươi. Bằng không, ta sẽ xé xác người ra. Hơn bởi con yêu thú trên không rít gào, mang theo uy áp khổng lồ đè xuống. Tiếng gầm khổng lồ và hung hãn, giống như tiếng sấm nổ quanh quẩn trên không trung. Đồng lòng yêu vương, ta thần phục, ta thần phục. Ánh mắt lóe lên chút do dự, nhưng cự đầu yêu giao vẫn lựa chọn thần phục một trận vừa rồi hắn đã biết mình không phải đối thủ của độc lòng yêu dao nếu mình không chịu tuân theo thì chỉ còn con đường chết độc lòng yêu dao thì bản thân hắn vốn đã chẳng làm gì được phải nên thủ mới có thể đối phó với độc lòng yêu dao được lúc này độc lòng yêu dao đã đột phá tới đại quan tất giai bây giờ hắn càng không phải là đối thủ chúng ta cũng thần phục cả nhìn thấy cử đầu yêu dao thần phục mấy con lục gia yêu thú đi theo cử đầu yêu dao cũng lập tức thần phục chúng nó đã sớm sợ tới mức run rẩy bị mấy chỗ còn yêu thú vây quanh chúng nó liền biết mình tuyệt đối không phải đối thủ kính thưa tất cả quý vị khán thính giả câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào tôi xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo